Chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home để đến với những mẫu nhà thiết kế do đội ngũ Mark Home trực tiếp thiết kế và thi công trọn gói. Trước khi đến chi tiết về mẫu nhà ngày hôm nay thì tôi xin được giới thiệu về Mark Home. Mark Home là đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, và với đội ngũ nhân sự của chúng tôi thì chúng tôi đang thiết kế và thi công trên toàn quốc. Quý vị và các bạn yêu thích những mẫu thiết kế của Mark Home hoặc là mong muốn chúng tôi thiết kế cho ngôi nhà của quý vị, đừng quên gọi tới các số điện thoại hotline để được nhân viên tư vấn. Kênh YouTube của Mark Home chuẩn bị nhận được 100.000 lượt đăng ký. Đây là một điều khích lệ vô cùng to lớn với team truyền thông của Mark Home. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã ủng hộ Mark Home trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị và các bạn, ngoài kênh YouTube của Mark Home thì có thể truy cập các fanpage cũng như là website của Mark Home để có thể cập nhật các tin tức. Ví dụ như là trang công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home trên fanpage Facebook quý vị nhé. Với hơn 42.000 lượt thích và 45.000 lượt theo dõi thì quý vị và các bạn có thể cập nhật tất cả các tin tức của chúng tôi. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập trên fanpage Facebook với tên là Phong Thủy Mark Home quý vị nhé, Phong Thủy Mark Home. Ở đây thì quý vị có thể là hỏi những cái thắc mắc của quý vị thì sẽ được các phong thủy sư của chúng tôi giải đáp. Ở đây thì quý vị có thể gọi tới số điện thoại hotline là 0977168111 hoặc là comment ở dưới mục bình luận phong thủy. Chúng ta cũng có thể là nhắn tin tới cái phần fanpage phong thủy nhé. Hiện tại thì tôi và một số phong thủy sư của Mark Home đang quản lý trực tiếp trang phong thủy này, và hy vọng rằng với fanpage rất là mới mẻ như thế này thì sẽ tạo một môi trường cho quý vị và các bạn chúng ta có thể hiểu biết thêm về lĩnh vực phong thủy cũng như là giải đáp tất cả những thắc mắc về phong thủy nói chung và phong thủy xây dựng nói riêng, dành riêng cho quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu thiết kế mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh Bình, có địa chỉ tại Thái Thụy, Thái Bình của quý vị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem xét về phần ngoại thất của công trình. Đây là một công trình mái Nhật 2 tầng và mang lối kiến trúc hiện đại, đúng không ạ? Quý vị có thể thấy được những đường nét rất là hiện đại, khỏe khoắn, chắc chắn và thời thượng. Chắc chắn là khi mà quý vị các bạn chúng ta xây dựng một công trình như thế này thì thực sự phải đến rất lâu sau thì công trình mới có thể lỗi mốt được. Các kiến trúc sư của chúng tôi đã phối màu rất là đẹp, kết hợp giữa các chất liệu là phần sơn về phần màu sắc, phần mái ngói màu nâu. Quý vị có thể thấy phần sơn màu trắng kết hợp với những cái phần đường kẻ chỉ. Chúng ta sẽ sử dụng những phần gạch thẻ ốp những cái phần công trình như thế này, phần chân công trình và phần thì chúng ta sử dụng chất liệu đá, còn các phần như là đế công trình chúng ta sử dụng bằng chất liệu gạch ốp lát. Chúng ta ốp phần chân công trình như thế này giúp cho công trình vừa sạch sẽ và ngoài ra về thẩm mỹ cũng rất là đẹp mắt, đúng không ạ? Về phần cửa chính của chúng ta chỉ sử dụng chất liệu là gỗ, còn các phần khác như là phần cửa sổ, phần cửa đi của chúng ta sử dụng chất liệu nhôm hệ. Đây là khu vực sảnh phụ của công trình. Với mỗi một công trình của chúng tôi thì luôn luôn có từ 2 cho đến 3 lối tiếp cận để làm sao các thành viên trong gia đình của chúng ta sử dụng ngôi nhà của chúng ta nó được thuận tiện. Khi mà nhà chúng ta có khách ví dụ như thế thì chúng ta có thể hoàn toàn đi vào từ khu vực sảnh phụ mà không ảnh hưởng tới các vị khách hoặc là không ảnh hưởng đến cái câu chuyện trò chuyện của chúng ta ở khu vực phòng khách, đúng không ạ? Đây là phần phía trước của công trình. Nhìn rất là vuông vắn, hình khối của công trình cũng rất là đẹp mắt. Lát nữa thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về chi tiết về các thông số của ngôi nhà này quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét về phần hình thái bên ngoài thôi. Phía đằng trước ở khu vực ban công ở đây thì chúng tôi cũng thiết kế những khu vực lan can, sử dụng lan can kính sắt thôi, sắt sơn tĩnh điện thôi. Cũng rất là đơn giản, chắc chắn và đảm bảo cái sự dễ chịu cho gia đình. Ở đây chúng ta sẽ không làm phần bồn hoa bên ngoài nữa mà chúng ta sẽ làm cửa của chúng ta kịch đi ra ngoài, tức là chúng ta sẽ có một hệ cửa đi ở phía bên ngoài, cửa sổ rất là rộng quý vị nhé. Công trình này thì được sử dụng hệ bậc tam cấp. Quý vị có thể thấy được tôi thì luôn thích những công trình của chúng ta sử dụng hệ bậc ngũ cấp cơ, bởi vì công trình của chúng ta nhìn sẽ cao, bề thế hơn. Tuy nhiên thì theo ý muốn của gia chủ thì chúng tôi sử dụng hệ bậc tam cấp. Tam cấp cũng tượng trưng cho thiên địa nhân, cũng rất tốt về phong thủy rồi, và thứ hai nữa về phần chân công trình cũng tùy thuộc vào cái nền đất chính xác của nền đất của chúng ta như thế nào để chúng ta thiết kế một công trình của chúng ta. Nếu mà nền đất của chúng ta cao rồi thì chúng ta cũng không cần thiết lắm phải sử dụng hệ bậc ngũ cấp. Tuy nhiên với những ngôi nhà của chúng ta, nếu mà chúng ta nền đất thấp nhất là so với mặt đường của chúng ta nên sử dụng hệ bậc ngũ cấp trở lên quý vị nhé. Đây là một hình ảnh về phía bên hông công trình. Tất cả các đường nét chúng tôi thiết kế rất là kỹ lưỡng, đúng không ạ? Khi mà chúng ta có một công trình như này thì thực sự là quý vị có thể nhìn từ mọi góc cạnh thì công trình của chúng ta nó đều hài hòa, nó đều đẹp mắt. Đây là một hình ảnh về phần phía sau công trình. Đây là khu vực chúng ta làm sân phơi nhé, hay còn gọi là chúng ta thường gọi là trụ cọp đấy. Chúng ta làm phần để giúp cho quần áo chúng ta tránh hiện tượng bay. Thứ hai nữa là khu vực này thì chúng ta luôn luôn cần cái độ thoáng ánh sáng để giúp cho quần áo của chúng ta mau khô hơn. Đấy. Với tất cả các công trình của Mark Home mà chúng tôi đều bóc tách từ phần vật liệu sơn, màu sắc, chỉ định để làm sao công trình của chúng ta nó được, khi mà từ thiết kế cho đến thi công hoàn thiện thì nó đều được theo cái phần bản vẽ của chúng ta. Thực sự ngôi nhà như thế thì mới đẹp mắt được. Nếu chúng ta cứ thiết kế, chúng ta tự nghĩ ở trong đầu và khi mà xây dựng nên công trình của chúng ta thì hay sửa, đúng không ạ? Sửa phần này, sửa phần kia. Hoặc là khi mà chúng ta có việc bận chẳng hạn thì chúng ta không thể kiểm soát được thợ 100% được. Cho nên là luôn luôn có những bản thiết kế để khi mà thợ làm đúng như thiết kế thì sẽ đảm bảo công trình của chúng ta một cách đẹp mắt nhất. Ở đây quý vị có thể thấy chúng tôi đã chỉ định màu, màu trắng sứ và màu nâu, màu MH3346D. Một điều nữa là hiện tại thì Mark Home đang tuyển các nhà đại lý, nhà phân phối các sản phẩm như là sơn, thiết bị vệ sinh, thiết bị ốp lát và vật liệu của Mark Home. Chúng tôi sẽ tuyển từ tổng đại lý cho đến từng đại lý nhỏ, tức là cấp tỉnh trở lên. Cho nên quý vị và các bạn nếu mong muốn trở thành đối tác, trở thành nhà đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của Mark Home thì nhanh tay ngay hôm nay quý vị hãy gọi tới các số điện thoại hotline để đăng ký, bởi vì thực sự là số lượng thì có hạn mà các nhà đại lý, nhà phân phối của chúng ta tùy từng tỉnh thì sẽ đăng ký khác nhau. Ví dụ như nếu quý vị và các bạn chúng ta đang sinh sống và làm việc ở An Giang và mong muốn trở thành nhà đại lý, nhà cung cấp các sản phẩm của Mark Home tại An Giang thì hoàn toàn có thể đăng ký ngay. Vì nếu mà chúng tôi đã đăng ký ở An Giang rồi thì chúng tôi sẽ không ký với các nhà đại lý ở An Giang nữa. Cho nên là đây là một điều mà quý vị các bạn có thể hoàn toàn là lưu tâm để chúng ta đặt chỗ trước các sản phẩm của chúng tôi nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với các thông số kỹ thuật về hồ sơ của công trình này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát về phần mặt bằng định vị công trình. Mặt bằng định vị công trình thì sẽ luôn cho chúng ta biết được phần khổ đất của chúng ta, đúng không? Các công trình mà chúng ta cần lưu tâm. Đây, công trình chúng ta, gia đình sẽ lưu tâm là khu vực bể phốt sẽ đặt phía bên ngoài. Thứ hai là khu vực bể cá để trang trí cho căn nhà. Đây là khu vực khổ đất của chúng ta. Cách đường giao thông, vị trí chúng ta đặt cổng từ phần sảnh ra như thế này. Mốc tọa độ, phần hướng công trình sẽ cho chúng ta biết được ngôi nhà chúng ta sẽ quay về hướng nào. Ngôi nhà của chúng ta ví dụ hoa tiêu về phía bắc như thế này thì sẽ biết được phần sảnh chính của chúng ta. Ngôi nhà của chúng ta sẽ quay về hướng bắc quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần mặt bằng phong thủy nhé. Quý vị có thể thấy được việc mà chúng tôi định vị phần la kinh hay gọi là la bàn phong thủy thì sẽ giúp cho gia đình biết được cái phần hướng của ngôi nhà sẽ quay về hướng nào, sinh khí như thế nào, đúng không ạ? Mark Home là một trong những đơn vị mà chúng tôi rất quan tâm đến yếu tố phong thủy trong xây dựng. Ngoài những yếu tố khác như là thẩm mỹ và kết cấu kiến trúc của công trình công năng thì phong thủy là một điều chúng tôi rất quan tâm. Vì thế cho nên là chúng tôi đã lập riêng một phòng gọi là phòng phong thủy Mark Home để giúp tư vấn cho các thành viên trong gia đình. Ví dụ như là khi mà chúng ta xây dựng hoặc chúng ta có vấn đề gì chúng ta lấn cấn về vấn đề phong thủy, hoàn toàn có thể là có các phong thủy sư giải đáp trực tiếp cho quý vị và các bạn. Đây là một điều mà rất là thuận lợi cho quý vị và các bạn chúng ta khi mà lựa chọn các gói thiết kế cũng như là gói xây dựng của Mark Home quý vị nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần mặt bằng bố trí công năng và nội thất nhé quý vị nhé. Ở đây thì với phần chiều rộng là 8,3m, chiều sâu là 13,4m. Phần diện tích một mặt sàn của công trình là 112m². Ở đây thì chúng tôi đã bố trí của phòng khách là 19m², bếp và phòng ăn diện tích là 20m². Bếp và phòng ăn được thiết kế liên thông với nhau, đảm bảo cái sự rộng rãi và thông thoáng cho khu vực quý vị nhé. Và ở đây khi mà chúng ta làm cái khu vực kệ tivi thì chính là khu vực ngăn cách tự nhiên giữa khu vực bếp và khu vực phòng ăn, vừa đảm bảo cái sự cách biệt mà còn giúp cho ngôi nhà của chúng ta có cái không gian để chúng ta trang trí rất là thuận tiện, đúng không ạ? Khu vực bếp phòng ăn này thì được thiết kế hình chữ L. Đây là khu vực sảnh phụ để vào bếp, khu phòng ăn rất là tiện lợi như tôi đã nói ở từ đầu video. Ngoài ra thì chúng ta sẽ bố trí được 2 khu vực phòng ngủ. Một ngôi nhà 112m² thôi, chúng ta bố trí 2 khu vực phòng ngủ phía bên dưới rất là thuận tiện. Một ngôi nhà mà tôi nghĩ rằng sẽ có khá nhiều các thành viên trong gia đình của chúng ta sinh sống tại ngôi nhà này. Với khu vực phòng ngủ đầu tiên diện tích là 15m², khu vực cửa sổ phía đằng trước. Phòng ngủ số 2 chúng ta 10m². Chúng ta sẽ có một khu vực nhà vệ sinh chung với diện tích là 5m². Điều đặc biệt tôi cực kỳ yêu thích đó chính là việc mà chúng ta có sắp xếp một khu vực kho với diện tích là 4m². Rất nhiều gia đình chúng ta sẽ không quan tâm đến khu vực này, nhưng thực sự ra thì chúng ta nên có phòng kho để nhằm đảm bảo cái sự gọn gàng, cái sự sạch sẽ trong ngôi nhà của chúng ta, đúng không ạ? Những cái đồ mà chúng ta ít dùng đến thì chúng ta có thể là đẩy vào khu vực này, ví dụ như là chổi hoặc là những cái thiết bị mà chúng ta vệ sinh công trình của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta không nên vứt bừa bộn, mà chúng ta nên có một khu vực mà chúng ta để như thế này. Rất nhiều các gia đình ở châu Âu chúng ta đã có những khu vực kho như thế này rồi, đảm bảo sự gọn gàng cho ngôi nhà. Rồi, lên trên khu vực tầng 2 của chúng ta. Tầng 2 của chúng ta thì sẽ được bố trí với công năng như thế nào? Đầu tiên, một không gian rất là đẹp mắt, không gian phòng thờ tích lên đến 13,5 m². Quý vị có thể thấy ở đây, phòng thờ thì sở hữu một cái phần ban công khá là rộng ở phía đằng trước, 8 m². Vị trí phòng thờ ở đây rất là tuyệt vời rồi. Hướng nhà cũng đã phù hợp với gia chủ, việc quay ban thờ của chúng ta thì cũng sẽ quay theo cái hướng tuổi của gia đình nhé. Nếu mà hướng nhà của chúng ta không lựa chọn được thì phần hướng ban thờ của chúng ta có thể chúng ta điều chỉnh được, thì sẽ quay về hướng chủ nhân hoặc là gia chủ. Ở đây phòng thờ ở vị trí như thế này thì sẽ giúp cho gia đình đón được nhiều những phần sinh khí tài lộc. Phía đằng sau của chúng ta thì sẽ có khu vực làm việc, phòng làm việc với diện tích là 9 m², rất là tiện lợi, hoặc phòng làm việc hoặc là phòng thư viện dành cho các con, hoặc là phòng mà chúng ta có thể là sắp xếp những cái bộ bàn làm việc. Ngoài ra chúng ta sẽ có các không gian khác, như là không gian phòng ngủ. Đây là phòng ngủ số 3. Ngôi nhà chúng ta sẽ có diện tích là 4 phòng ngủ quý nhá, với diện tích 10 m². Phòng số 4 diện tích 15 m², khá là giống với khu vực tầng 1, đúng không? Khu vực ban công của chúng ta, khu vực giặt phơi ạ. Đây là khu vực giặt phơi của chúng ta. Khu vực giặt phơi ở phía đằng sau đây, diện tích là 4,6 m². Chúng ta sẽ thiết kế khu vực để máy giặt và khu vực phơi. Phơi ở đây thì quý vị có thể là sử dụng những cái phần phơi rất là tiện lợi hiện nay, phơi thông minh, ví dụ như là những phần dò kéo thì cũng giúp cho việc mà chúng ta phơi được nhiều đồ hơn. Rồi chúng ta sẽ đến với phần bản vẽ khác của ngôi nhà. Đầu tiên thì là phần bản vẽ trục. Phần mặt đằng đứng trục thì sẽ cho chúng ta biết được phần chiều cao, chiều rộng của ngôi nhà của chúng ta. Hệ bậc 8 cấp của chúng ta thì sẽ có chiều cao là 450 tính từ phần sân lên đến phần cốt 00, tức là phần sàn. Chiều cao tầng 1 là 3,9 m, chiều cao tầng 2 là 3,3 m và tổng chiều cao mái là 2,7 m. Quý vị có thể thấy ở đây tổng chiều cao ngôi nhà là 10,650, đúng không ạ? Chiều cao khá là hợp lý so với chiều rộng là 9,1 m. Quý vị để ý thì thường những phần chiều cao ở vị trí tầng 1 là những cái vị trí kể cả như từ phần sảnh là những con số chia cho 3 thì đều là những con số rất đẹp, mang nhiều tài lộc, may mắn cho gia đình. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến các thông số về cửa. Các thông số về cửa này hay được gọi là phần thông thủy của chúng ta thì sẽ tra theo các kích thước của thước lỗ ban quý vị nhé. Các phần kích thước này thì chúng tôi thì sẽ được áng chừng theo. Còn khi quý vị và các bạn chúng ta xây nhà hoặc khi chúng tôi thiết kế thi công trọn gói thì sẽ luôn luôn đóng theo cái phần thông thủy, tức là phần thước lỗ ban, để làm sao chúng ta sẽ chỉ cần dịch một chút thôi để làm sao phù hợp với phần thước lỗ ban. Nó sẽ giúp cho gia đình của chúng ta rất là yên tâm, đúng không ạ, khi xây dựng. Còn các thông số của chúng tôi được thiết kế làm sao đảm bảo cái độ thông thoáng, độ sáng cho căn nhà của chúng ta. Ví dụ như là phần cửa sổ, cửa chính của chúng ta, ký hiệu D1, đúng không ạ, sẽ có kích thước là 2,7 x 2,7 m. Các phần cửa sổ như là 850, 1,8 m này rất là rộng, đúng không ạ, hoặc là các phần cửa sổ phụ ở phía tầng 1 2 m x 1,8 m. Đó, hoặc là cửa kho thì chúng ta cũng sẽ có nhé, khu vực tầng 2 cũng như thế. Đó. Quý vị các bạn chúng ta cũng có thể là dừng màn hình để chúng ta xem các thông số về cửa. Nhà cao, cửa rộng, khi mà chúng ta ở một không gian nó thoải mái, nó sạch sẽ, nó sáng sủa thì chúng ta luôn luôn có tràn đầy năng lượng để chúng ta có thể tiếp tục cái công việc của chúng ta, đúng không ạ? Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu đến phần mặt bằng la sàn. Tôi sẽ đi những chi tiết chính của quý vị các bạn chúng ta có thể lưu tâm dành cho ngôi nhà. Với phần mặt bằng la sàn này thì chúng ta sẽ chia các không gian ra, chia các không gian, những không gian rộng thì chúng ta sẽ ký hiệu là số 1 để chúng ta tính cái phần gạch đá granite của chúng ta nhé. Đây là đá granite, vân đá màu trắng, kích thước là 800 x 800. Những cái khổ rộng như thế này thì đã giúp cho cái không gian của chúng ta đỡ bị chia nhỏ không gian ra. Những không gian khác như là kho hay là nhà vệ sinh của chúng ta thì sẽ sử dụng những loại gạch nhỏ hơn, và đặc biệt là khu vực nhà vệ sinh thường xuyên tiếp xúc với nước, cho nên chúng ta nên sử dụng các loại gạch phủ ceramic chống trơn. Vị trí tầng 2, việc mà chúng tôi đã phân tách ra các loại gạch như thế này thì để giúp cho quý vị các bạn chúng ta có thể thống kê được cả số lượng vật liệu khi mà chúng ta nhập thừa, tránh hiện tượng chúng ta nhập thừa và nhập thiếu, gây cái hiện tượng lãng phí khi mà chúng ta sử dụng. Qua đó ý thì cũng giúp cho quý vị các bạn chúng ta tiết kiệm được cái phần chi phí để bỏ ra dành cho ngôi nhà của mình. Tôi sẽ đi qua một chút về phần hồ sơ kết cấu của công trình này nhé. Với mỗi một công trình của chúng ta thì sẽ có phương pháp thi công khác nhau, tùy thuộc theo nền đất, tùy thuộc theo địa lý của công trình. Ở đây thì chúng tôi quyết định là sử dụng hệ móng băng dành cho công trình này. Quý vị có thể thấy các phần móng liên kết với nhau Nếu mà chúng tôi thiết kế ví dụ là hệ ép cọc thì chúng ta sẽ có các ký hiệu khác nhé, hoặc là hệ bóng cốc thì chúng ta cũng sẽ có các ký hiệu khác, hoặc là hệ bóng đơn. Nếu quý vị các bạn chúng ta thường xuyên theo dõi các số của Mark Home thì chúng tôi đã giải thích rất là rõ và chi tiết rồi. Thì cái việc mà liên kết các đài móng như thế nào, việc mà chúng tôi bố trí các móng ra làm sao, hoặc là khoảng cách các móng ra như thế nào, cũng như là việc mà chúng ta ép bê tông cốt thép, cũng như là sử dụng các sàn mái hoặc là lanh tô chúng ta xây dựng như thế nào, chúng tôi đã thể hiện rất là rõ và chi tiết. Và trong suốt cái quá trình mà quý vị các bạn xây dựng thì luôn luôn có đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi giám sát cũng như là giúp đỡ quý vị các bạn tư vấn. Để tiến hành tư vấn, chúng tôi sẽ có các buổi trực tiếp giám sát từ 3 cho đến 5 lần trực tiếp về chân công trình của quý vị các bạn, để tiến hành giám sát các đội thợ của chúng ta thi công như thế nào. Còn với các công trình thi công trọn gói thì đã có người của Mark Home trực tiếp tại công trình để giám sát công trình của quý vị và các bạn 24/24 nhằm đảm bảo công trình của chúng ta thi công đúng tiến độ cũng như là chất lượng. Và cuối cùng thì tôi xin chia sẻ về dự toán chi tiết của công trình này. Với Mark Home thì chúng tôi luôn cam kết tính đúng, tính đủ, và khi cấp vào chân công trình thì các vật liệu đều được chủ đầu tư chấp thuận. Hy vọng rằng qua những video giải thích vừa rồi thì quý vị và các bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích dành riêng cho ngôi nhà của mình. Và quý vị yêu thích những thiết kế của Mark Home hoặc là mong muốn chúng tôi thiết kế cho ngôi nhà của quý vị, hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ kiến trúc sư và tư vấn viên của Mark Home sẽ luôn tư vấn giúp quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.